hôm nay sẽ làm cái món là cháo gà nha. Cái này là gà thả vườn nè, gà chạy bộ nè. Gà này là gà tập thể dục cho nên là nó dai lắm mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy cái đuôi là rất dai rồi nè. Thấy mà mỡ mà mập mỉm mà đến mức mà mỡ mà lan ra khỏi cái nồi luôn nè. Đây, cái này là gà nhà thân nuôi luôn nè. Đó. Tiếp tục món bánh xèo nha. Bánh xèo truyền thống của nhà Hương luôn nè. Lúc nào cũng ăn bánh xèo hết. Hương chỉ thích cái rổ rau này thôi nè. Cái này là rổ rau rừng nè, có lá cui nè, có hẹ nè, có giúp cá nè, có đinh lăng nữa. Toàn là lá cây khác thôi à. Cái này là nhà trồng luôn á. Mọi người, mấy cái bụi đinh lăng nhà Hương nè. Mỗi lần mà ăn đâu sống nhà Hương hay hái cái đọt nó mọi người. Đó, để vô ăn đâu sống nè. Ăn rất là ngon luôn, và lại bổ nữa. Sau một lứa cắt để ăn đâu sống thì bây giờ nó cũng đã lên rồi nè. Lên được tới xíu xíu rồi. Đó, thấy hay ha mọi người. Mình cắt ngang như thế này mà bây giờ nó lên nè. Đó, thấy không? Đây nè mọi người, hẹ nè. Hẹ mà nó già luôn rồi nè. Chậu này nó già luôn rồi. Trời ơi, cái này mà có bánh bèo ăn là ngon nhất nách luôn. Mới nãy Hương hái một ít để đút bánh xèo á. Đó, thấy không? Nó già, nó cứng luôn rồi nè. Mọi người thấy cái chậu này là chậu già nè. Chết luôn. Rồi nè mọi người, bây giờ sẽ đổ gạo vô nha. Bây giờ sẽ đổ cái gạo ngâm vô. Tại vì nếu mà mình để gà chín mình đổ vô cũng được mọi người, nhưng mà bây giờ mình đổ trước ha. Cái này nước nhiều quá thì bỏ gạo vô nha. Trong cái gạo này có bỏ thêm một ít nếp nè cho nó dẻo á. Cháo phải có cái xíu nếp nó dẻo nó mới ngon. Tôi ngâm hơn nửa lon gạo á nè mọi người. Cái này là muối muối rau răm nha. Trong này có đường, bột ngọt, muối một muỗng, hơn hai muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột ngọt với lại một muỗng cà phê đường ha. Bây giờ Hương đâm như vậy để lát nữa Hương bóp gà nè. Đó, mọi người thấy không, nhà Hương lúc nào cũng có bánh xèo đây nè. Gà được lên nè cô nè. Trời ơi cô nè, dài chấm bự quá nè, chấm dưới cái nồi cháo. Dài lắm luôn, cái này đúng là gà đi bộ luôn à. Da da mà ngọt lắm. Kệ đây vậy em. Kệ ba đặt tâm à. Ừ, con. Kệ hộp chứ ba hồn nào. Kệ, gà đây là gà chạy, đúng là gà chạy bộ luôn nè. Gà nuôi trên hồ tôm á mọi người. Gà quá. Đúng rồi, nhà vô. Ừ. Uống một chút mà. Nó dài quá, bây giờ cuốn với lên mơ ăn nè. Đó, đó. Chấm với chút muối đây. Nước mắt luôn. Đây nè đó. Dài ngon quá. Làm thêm cuốn lên mơ nè. Này lá mơ nhà trồng luôn nè. Cuốn thêm một cuốn nữa nha mọi người. Chấm cái muối này. Không ghiền cái món này luôn á. Lớn trời ơi, cô ri kìa. Ăn ở ra. Đi gặm cái đuôi ra. Ngon à không? Gà ngọt không? Ngọt không? Ướp vườn ra. Anh đổ nước trên quần hả mọi người? Mà anh kêu là bà ngoại đổ nước nhiều quá nên đi uống đổ ướt quần à. Đi làm đổ mà đi đổ thừa. Dài nè, nhìn thấy cái xóa thịt là biết dài nè.